chào các bạn. Hiện tại thì Martin tụi mình có hoạt động thêm một server mới tên là supernc.vn. Tại đây thì có rất nhiều các mini game hấp dẫn và kèm theo rất nhiều ưu đãi để các bạn có thể thỏa sức đam mê. Và còn chần chờ gì nữa, bắt đầu intro thôi nào. Hello và chào mừng bà con đã tới với channel của mình. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với lại tập 9 của Minecraft thời kỳ trung cổ. Thì trong thời gian offline thì mình đã đi tìm thêm những cái màn da phantom để chúng ta nhanh chóng chế tạo được cái Ultimara ingot này. Nhưng mà tuy nhiên thì mình chưa tìm được những công trình nào xịn các bạn ơi. Mình di chuyển cũng tương đối xa đấy. Có điều ở đây thì mình gặp một cái tàu thành này nè, chút xíu chúng ta sẽ tiến qua nhé. Ở đây có một cái tàu thành luôn. Và vừa vô thì mình loot được một cái rune xịn nên bây giờ mình quay ra để mình quay cho các bạn xem luôn. Ở đây thì vẫn chưa thấy mấy công trình nào khác. Nói chung chúng ta chỉ di chuyển từ đây lên đây thôi nên nó cũng tương đối là gần ấy. Rồi, ở đây thì mình sẽ cần vứt tí đồ nhá. À, mình có tiêu diệt một con Enderman mà mình được cái này nè. Chắc là tôi cũng sẽ chế tạo một cái ủng khác luôn. Cái ủng này nó sẽ cho mình khá là ít giáp ấy. Ở đây thì chúng ta sẽ có cái gì đây? Mình sẽ cần cất mấy cái này vô. Đầu tiên là mấy cái khoáng sản cái đã. Quá trời đồ luôn nè, kim cương thật xịn. À, chúng ta sẽ cần khoảng 4 viên kim cương để mà mình chế tạo đồ cho mình nhá. Cho nó ngầu ngầu chút xíu. Thức ăn các thứ này. Ở đây thì ở trong đây có những con quái khá là mạnh các bạn ơi, nên là mình phải cẩn thận chút xíu. Cái rương block của tôi đâu rồi ấy nhỉ? Cái rương này đúng không? Đây, có các bạn chế tạo đây. Mình sẽ làm một cái ủng kim cương để mà chúng ta có thể duy trì sự sống nhé. Trong đây nó có nhiều quái lắm này. Để các bạn xem. Rồi chưa gì là nó chờ tôi rồi. Chưa gì là tụi này nó chờ tôi rồi. Mình không biết là cái lòng spawn nó ở đâu nữa mà tụi này. À, ở đây có một cái tầng hầm mà. Mình mới vừa loot một vài cái rương ấy. Đây, ở đây mà nó cũng có kim cương nữa này. Nên mình nghĩ là đồ trong đây nó sẽ xịn đấy. Ở đây thì mình thấy được hai cái quần kim cương. Nó khá là ngon ấy. Ờ không, nó khá là bình thường ấy, anh không lấy đâu. Mình thì lướt cái rương trong đây rồi nên chúng ta sẽ bỏ qua cái rương đó. Không biết là trên cái tầng này nó có cái gì hay không. Mấy cái thùng này, à, mấy cái thùng này có khá là nhiều thịt luôn này. Nhưng mà bánh mì của mình là có thể ăn được tới năm sau luôn ấy, nên mình không cần mấy cái thịt này cho lắm. Rương ở đây thì lướt rồi. Ok, bắt lên thử xem. Trên đây có gì cho tôi. Trên đây vẫn có rương à. Đây, khoáng sản trên ở trong cái tòa lâu đài này mình không hiểu sao nó khá là nhiều ấy. Mặc dù quái vật thì nó không có được đáng sợ cho lắm. Đây, ở dưới nó có một cái tầng hầm mà có cả rương nữa kìa. Nhìn đã thật, đi xuống đi. Đi xuống chúng ta lấy đồ đi. Và chút xíu leo lên sau. Ok, ở dưới đây thì có gì? Có một cái đầu lâu, xương trắng. Dưới đây thì nó cũng bình thường các bạn ơi. Nó không có đồ xịn sò cho lắm nên chúng ta sẽ đi lên đi. À, bây giờ mình sẽ tiến xuống cái tầng hầm đi là mình nghĩ là ok nhất ấy. Bây giờ chúng ta thử tiến xuống đây xem. Oh my god. Gõ nó một cái. Ôi, lâu lâu nó có tỷ lệ mà rơi ra một nùi mấy con nhảy bạc này. Wow, đập xuống đất một cái tụi nó chết sạch luôn. Ngầu thật sự. Ơi, nhờ nè. Nó rơi cho mình một quyển sách tương đối xịn nha. Ở dưới đây là một cái nhà tù hay cái gì đó. Chết mình đi. Phá cái lòng spawn đi, ok. Như vậy thì nó mới an toàn được. Ok. Cái tụi này nó hơi mạnh nhá, phải cẩn thận lại một chút xíu. Ok, lên đây và ăn thôi. Con này thì đụng một phát là nó chết queo bây giờ. Ok. Wow, nhiều thế nhờ. Quái vật thì nhiều đấy. Nhưng tuy nhiên thì chất lượng tới đâu thì không biết nha. Ok. Tính ra ấy, cái cây vũ khí này của mình ấy rất là mạnh luôn á bà con. Vô tình được cái vũ khí này. Nhưng mà tuy nhiên dưới đây á thì trời ơi, quái vật phải gọi là một nùi luôn ấy. Lâu lâu nó còn có thể gây cháy nữa này. Ok. Chết rồi đi. Bùm, biết bèo ngay. À, mình nghĩ là mình sẽ chặn cái chỗ này lại trước đi. Chúng ta cứ tính sổ từng chỗ thôi. Không, tụi này nó tấn công mình nó hơi dồn dập ấy. Trong cái rương này có TNT. Có một ít đồ cho mình. Thì cái cửa bên đây nó có gì? Bên đây là một cái phòng nho nhỏ. Một cuốn sách bật lùi và scout. Cuốn sách mình nhặt được là chân lạnh. Mình có chân lạnh 4 rồi nên chắc không lấy cái đó đâu ha. Mấy cái vũ khí của tụi quái này cứ mình cứ ném đại đây đi. Mình cũng không cần mấy cái này cho lắm. Ôi, trong đây còn một cái phòng khác này. Ai đặt đất ở đây vậy? Cái này chắc chắn không phải mình đúng không? Ở dưới đây có dấu rương không? Dưới đây không có dấu rương đúng không? Có vẻ là có đấy. À, không có dấu gì hết trơn ấy. Rồi, à, ở đây có đường này. Vậy mà tôi không thấy ta. Leafwalker nó là cái dòng đỏ, không biết nó có tác dụng xịn không. Sự nóng lên. Mana regen. Nói chung sách của nó không có được xịn cho lắm. Nhưng mà nó khá là nhiều dòng đa dạng đấy. Nên là mình cứ giữ nguyên nhá. Giữ nguyên cho nên chúng ta cần thì biết đâu được chúng ta sẽ cần tới. Bây giờ cứ tiến ra chỗ này xem sao. Bọn quái nó khá là đông ấy. Nên là mình sẽ cứ đánh nhá từng con ấy. Cho nó tiện lợi chút xíu. Đó, cứ như thế này nè. Dần dần chúng ta tiến tới từng chỗ thế này nó sẽ tiện hơn. Ở đây thì
Nó cho mình khá là nhiều TNT để làm gì vậy ta? Ở trong đây tụi này nó đông phết. Mình sẽ lên đây mình gõ nó cho nó nhanh. Ok. Ơi lâu lâu nó có dòng gây cháy mình không biết là do nội tại của cái này hả ta? Chắc là nó là hàng của Nether. Ê quên nữa, có mấy con skeleton, phải cẩn thận. Nói chung cứ chơi dạng cẩn thận đi. Đó, các bạn thấy không, lâu lâu xuất hiện mấy cái thằng này nè. Nó là, ủa ơi, nó bắn ra cái tiền đó nữa. Nhờn nè, phá cái lòng spawn đi. Có phantom đồ không? Cho tôi mấy cái màn da phantom đi, đang khá là cần đấy. Phá cái này, à cái này thì không phá ra được. Ở đây thì một viên kim cương nữa, ngon, tuyệt vời. Quyển sách Committed One, cái này thì mình chưa biết nha. À, cái này nó sẽ gọi là đánh nhau với những cái con, nó tăng đam cho mình khi mà những cái, đánh nhau những con quái vật mà bị nhiễm ấy. Đó, nghe oai nhờ. Bên đây thì nó còn những cái phòng nhỏ thôi, mình sẽ dụ tụi này tới đây nhá. Ồ, nó có rơi một cái khiên nữa này. Nè mày, nó đi lại cái nữa là mình lượm tiền nữa này. Bùm, biết ngay mà đây ngay. Ok, bắt đầu này, đánh nhau thôi. Không có nhùng nữa. Lâu lâu giọng xuống đất một cái. Ủa cái tụi này, cái tụi này hơi ghê nha. Mình thấy bắt đầu có nhiều dòng á. Nên tự nhiên rén ngang. Ở đây có gì? Mấy cái rương này thì ở đây không có rương gì hết. Xử lý một cái. Bên đây có khá là nhiều lần spawn. Ok, chơi luôn đi. Mình cũng không có sợ tụi này cho lắm ấy. Không có sợ cho lắm ấy. Nhờn này. Ok, chỉ sợ mấy con có mấy cái dòng hơi đáng sợ thế này thôi. Còn lại thì ok. Cắm cái đốt cho sáng ra tụi này sẽ bớt spawn đi á. Bùm một cái. Wow, cái vũ khí của tôi. Tôi thật sự là thích cái vũ khí này ghê á. Các bạn nhìn kìa. Mấy cái con này á, nó không kịp thở luôn, nhưng mà không được để cho nó đụng mình nhá. Sát thương tụi nó khá là cao ấy. Khá là cao đấy. Ok, phá được một cái lon spawn nữa. Bùm. Khá là nguy hiểm các bạn ơi. Cần hồi máu bởi bánh mì cái đã. Khá là ok, bên đây có một lon spawn nữa này. Phá luôn. Còn khoảng một cái lồng trong kia nữa. Chắc là chúng ta tiến dần vô để mà phá cho xong luôn. Ok, đã phá xong hết. Không biết là còn hay không, nhưng mà có vẻ là ổn rồi này. Nhờn này. Cái cây vũ khí của tôi dọng xuống đất một cái rầm là sạch luôn ấy. Hay thật sự. Như vậy chỉ còn một vài tên ở đây thôi. Cái chỗ này chỉ là một cái tầng hầm nhỏ thôi, bị tụi zombie nó chiếm hết thôi các bạn à. Chứ không có gì đáng sợ cho lắm. Mình sẽ loot nhá. Như vậy thì đồ ở đây nó còn ít hơn là đồ ở trên tầng bình thường nữa ấy. Ở đây có gì không? Đa phần là mấy cái chai kinh nghiệm thôi. Dungeon bag à. Để chút xíu mình mở mấy cái túi này ra xem chúng ta có được cái gì nhá. Mấy cái xương à, xương chắc là giữ trong người. Wow, một cuốn sách Enchanted nó xịn này. Ở đây thì trong đây còn một cái rương đúng không? Rương này thì có một ít vàng với sắt cho tôi. Rương này thì một ít vàng. Dây buộc. Dây buộc trong tương lai á. Quên đó các bạn nữa, trong đây có một mod con rồng ấy. Và chúng ta sẽ cho nó ăn bằng cách là buộc một con ong tới gần nó. Là cho nó ăn cái là mình sẽ thần phục và cưỡi nó đi khắp nơi luôn. Nên là nó sẽ rất là ok. Mình sẽ đem một cái dây buộc để mà giữ trong người nhé. Tụi bay tắm hồ bơi trong đây hả? Mấy cái con này. Ok, như vậy là chúng ta đã khám phá xong chỗ này. Mình nghĩ á, tiếp theo thì mình tiến thẳng qua bên khu vực bên đây. Nhưng mà đang là trời tối ấy, nên chắc là mình áp cả trời sáng là chúng ta hay đi đánh nhau mới được. Nếu không nó sẽ tương đối nguy hiểm ấy. Hay bây giờ chúng ta cứ chạy ra ngoài xem thử coi có gì đặc biệt không. Buổi tối ngoài trời nữa các bạn, nó cực kỳ là đáng sợ luôn ấy. Ủa ơi. Nhưng mà có điều ra ngoài đây chúng ta sẽ farm được Enderman. Đó, mình chỉ còn một Enderman cuối cùng thôi. Con này là con gì vậy? Một con heo rừng nó đuổi ai vậy? Đây, có một cái tòa thành ở đây. Và hình như, tôi biết rồi. Cái này là một tòa thành của Goblin King. Mình đã từng tiêu diệt cái tên Goblin King rồi. Và đồ ở đây thì nó không có được xịn cho lắm ấy. Hiện tại thì mình đang AFK tại cái chỗ này, trên một chỗ trên không thế này. Chúng ta phải chờ tới khi 3 ngày 3 đêm để mà xuất hiện cái con những cái con Phantom nhá. Hy vọng là nó có thể xuất hiện được trong cái modpack này. Không có thì sẽ hơi khó tìm những cái mảnh Phantom ấy. Và khi tìm được thì chúng ta sẽ chế tạo một cái phone này. Mà nếu mà may mắn thì mình sẽ chế tạo được trong tập này nhé. Còn cái công trình mà mình mới tìm được ấy, thì nó là cái tòa đại của Goblin. Thì mình đã từng giải quyết một lần rồi. Và đồ nó khá là tệ ấy. Cho nên là bây giờ chúng ta cứ áp ca dần đi. Và mình sẽ cố gắng áp ca trong 3 ngày để chúng ta đi săn những con Phantom nhé. Ok, thì hẹn gặp lại các bạn nhé. Và hiện tại tụi mình đang ở chỗ này các bạn ơi. Mình đang áp ca. Và hình như mình vừa vượt qua được cái đêm thứ 3 rồi các bạn ơi. Và hôm qua thì mình có làm một cái máy farm Phantom. Buổi sáng chưa? Sáng rồi, may quá.
Hôm qua mình có làm một cái máy farm Phantom các bạn à. Nhưng mà xui một cái là mình làm ngay trên khu vực núi này nè, nên là nó fail. Tại vì nó được băng làm, gọi là sao ta, cái thời tiết đó, nó làm đóng băng cái nước của mình ấy, nên không thể hoạt động được máy farm. Bây giờ thì mình vừa lấy lại hết mấy cái số lượng nguyên liệu để chúng ta qua đây để mà xây dựng này. Không biết bên đây nước có bị đóng băng hay không ta. Chắc là sẽ không đâu. Trời ơi, Sukana ghê á. Nhưng không sao, máy farm này xây cực kỳ đơn giản nên không sao các bạn ơi. Mình có thể xây dựng rất là dễ dàng. Nhưng mà đằng kia là khứa nào á nhờ. Tôi hỏi thăm nó cái. What? Who are you? Oh, hey. Tay sai bi... Ender bí ẩn. Ờ, nó yếu xìu à. Nó là tay sai của cái con Ender bí ẩn các bạn ơi. Chỉ là tay sai thôi. Nhưng mà nó là nó yếu xìu à. Ok, tôi sẽ chọn xây dựng máy farm ở đây để chúng tôi có, để tôi có thể farm được cái tụi Phantom nhé. Bây giờ mình sẽ xây máy farm luôn. Nó khá là đơn giản nhưng mà không biết nó có hoạt động ở trong cái modpack hay không. Chứ ở trong máy sinh tồn thì nó sẽ hoạt động được ấy. Rồi, ở đây thì việc của mình là mình sẽ xây dựng kính lên như thế này này. Đó là thứ nhất. Sau đó chúng ta sẽ tiếp tục xây dựng thế này. Mình sẽ xây trong video luôn. Nó rất là nhanh và đơn giản các bạn ơi. Không có gì mà ngoằn ngoèo hết. Đó, sau đó đặt bên đây một cái nữa. Bên đây một cái nữa. Chúng ta cần khoảng 36 cái hàng rào thế này. Một cái cửa sập này, một cái hàng rào. 9 cái hàng rào sắt này là được. Đó, chỉ cần như vậy thôi là đủ nhá. Sau đó chúng ta sẽ mở ra hết những cái này. 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Đó, cứ như thế này thôi. Bây giờ mình sẽ làm một cái hàng rào nhân tạo để tôi có thể đi lên xây dựng ở trên đó nhé. Nhưng mà trước tiên chắc là mình sẽ cần làm khu vực nước vĩnh cửu luôn đi. Đó, cho nó nhanh gọn lẹ chút xíu đỡ mất thời gian. Đây, mình có làm thêm một cái xô nước khác ấy. Nên là chúng ta sẽ có nước vĩnh cửu để mà dùng. Đùa nhau hả? Mình nghĩ do đang là mùa ở khu vực Savan này cũng đóng băng nên là do xui rồi. Tại vì đang là mùa đông hay sao ấy. Sukana ghê. Không sao, có gì mình đặt đuốc ra là được ấy mà. Hơi xui các bạn ơi. Rồi, ở đây chúng ta sẽ đặt 4 cái block ở trên đây và tiếp tục đặt những cái hàng rào nhé. Su thật sự. À, phá cái chỗ này ra được rồi đấy. Được cái đóng băng nữa nhá. Ly. Đó, có gì đặt đuốc ra. Một cái này. Đó, chúng ta tiếp tục đặt ở cái chỗ này nhá. Mình nghĩ chắc là nhiều bạn cũng biết xây dựng máy farm này rồi đấy. Nên mình sẽ tiện thể mình chỉ luôn cho những bạn chưa biết nhá. Ok. Rồi, ở đây chúng ta sẽ đặt cứ như cái chỗ này thôi. Máy farm nó cực kỳ nhỏ và đơn giản luôn. Chỉ có một vấn đề nhỏ nhỏ trong modpack ấy là mình sợ những con quái vật khác nó mò tới nó tấn công mình được. Nên chắc chút xíu mình sẽ xây dựng hàng rào để tự bảo vệ bản thân luôn. Ây da. Không phải như thế này. Đây, như thế này mới chuẩn này. Cái này và cuối cùng ở đây. Sau đó chúng ta tiếp tục mở những cái này ra nhá. Mở ra như thế này. Hợp lý liền. Và vậy là xong cái phần hàng rào rồi đó. Tiếp theo thì mình chỉ cần lấy nước vĩnh cửu để mà xây dựng thôi. Rồi. Rồi xong rồi. Có vẻ như chúng ta đã gặp băng rồi. Cái này có thể chế tạo được một đá viên à. Chắc là làm được giáp ấy nhờ. Ừ, không, chỉ làm được khói băng thôi. Không được làm được giáp các bạn ơi. À, làm một cái đường đi nho nhỏ lên trên đây để chúng ta có thể xây dựng được chỗ này. À, hết. Như thế này. Rồi, ở đây chúng ta sẽ cần lặt một cái hàng rào ở giữa đó, trung tâm chỗ này ra. Sau đó thì mình sẽ làm như thế này. Phá 4 cái góc này đi và đặt nước vô nhá. Ây da, phải bấm nút shift mới được các bạn ơi. À, như thế này. Rồi, đặt, nó sẽ chảy ngược vào đây là được nhá. Ở đây cũng sẽ một cái. Ơi, rồi, tiếp tục tôi sẽ đi lấy thêm 2 cái xô nước nữa là xong. 1 và 2. Bây giờ thì mò lên chỗ này thôi. Hơi cồng kềnh nhưng mà mọi thứ cũng sẽ đơn giản thôi. Tiếp tục đặt ở đây. Và đặt ở ở đây nữa. Ok. Chỉ cần 40 mảnh thủy tinh thôi là xây dựng xong chỗ này được rồi. Nhưng mà tôi cũng có nhiều ấy, nên có thể xây dựng ok la. Đó. Chắc là phải cắm cây đuốc ra rồi. Nếu không là nó sẽ gọi là đóng băng mít ấy. Hơi khó cho tôi á. Ở đây thêm một chỗ thế này nữa. Đó. Như vậy là giải quyết xong được cái phần này. Tiếp theo thì mình sẽ đặt những cái cửa hàng rào ở đây nữa. Là coi như máy farm này đã hoàn thiện được 90% rồi. Bây giờ mình sẽ tìm cách giải quyết mấy cái phần đuốc cái đó. Có thể đặt lên đây được không? Thì nó có tan băng không? Đó. Hy vọng đặt trên đây nó sẽ tan băng ra nhờ. Ok, tạm thời thế này đi. Rồi, chúng ta sẽ làm một cái chỗ để mà AFK chờ Phantom ra. Khả năng cao là đêm nay Phantom sẽ xuất hiện này. Tại vì mình đã AFK đủ rồi. Ở đây chúng ta sẽ phá hai cái này ra. Đây, đặt một cái cửa sập ở đây như thế này. Đó. Ở đây thì mình chỉ cần ở đây thì mình chỉ cần nhảy lên thế này thôi và đánh mấy con Phantom ở đây thôi là được. Chúng ta sẽ làm một cái cửa ở đây để tự bảo vệ mình. Đó,
Thế này là đã xong cái máy farm rồi. Nó đơn giản thế này thôi. Nhưng mà mình sợ những con quái vật khác ấy, nó có thể đi tới đây tấn công được mình ấy. Mình cũng đã ven mai khá là nhiều gỗ này. Đó, bây giờ tôi sẽ làm cực kỳ là nhiều hàng rào. Đó, máy farm này sau này mình nghĩ mình cũng sẽ cần dùng tới ấy. Đó là chúng ta cứ cứ chuẩn bị xây dựng cho nó an toàn đi. Cái hàng rào ra đây được khoảng bao nhiêu? 48 hả? 48 là được rồi đấy. Mình xây dựng những cái hàng rào ở đây này để ngăn chặn mấy con quái vật khác ấy. Nó rảnh rảnh nó kiếm tôi, nó đấm tôi nữa thì mệt. À, như thế này chắc là tới đây thôi là được rồi đấy. Phá chỗ này ra luôn và thêm ở đây. Ok, xây dựng một cái chỗ hàng rào thế này. Ở đây thì chạm cái chỗ bí ngô luôn, phá ra luôn. Rồi, mình sẽ đặt ở đây nữa. Có vẻ là mọi thứ hoạt động ok. Bây giờ việc của mình đứng ở chỗ đó AFK thôi, không cần làm gì nhiều và chờ Phantom ra. Với lại phải xem coi là cái này nó có bị dính băng hay không. Có vẻ là ok này. À, được. Mọi thứ có vẻ là ok rồi. Bây giờ mình sẽ AFK đây. Tuy nhiên chúng ta phải làm cho chỗ này nó sáng lên một chút xíu nha. Nếu không thì nó sẽ nguy hiểm lắm các bạn ơi. Đây, mình sẽ làm cho nó sáng lên một chút xíu ở đây để mà ngăn chặn mấy con quái vật á, nó mò tới đây nó đấm tôi. Ok la, như vậy là xong. Mình sẽ cần vứt một ít các khói không cần thiết đi. Mấy cái này thì mình không cần nữa. Đó, để cho nó đỡ có chấn cái hành trang của tôi. A few minutes later. Và đây rồi, những cái người bạn này tới rồi. Trời, lượm tiền. Vậy là máy farm này nó hoạt động khá là xịn. Hai cái da của Phantom, đây đánh nó như thế này thôi là xong. Hai cái da của con Phantom á các bạn. Là chúng ta sẽ được một cái phôi đúng không? Mình cần 7 phôi, chúng ta phải lấy khoảng 14 da, 14 cái màng da thôi. Nói chung là nếu mà có thêm cái dòng cái dòng gì ta? Từ từ để mình farm cái đã. Ủa, có thêm những túi này nè, cái dòng looting ấy, cái dòng nhặt ấy là chúng ta sẽ được gọi là hơi bị nhiều ấy. Rồi cứ đây farm thôi, mình gõ bằng rìu cho nó chết nhanh cũng được. Nhờn này. Ok. Nó nhảy lên nhặt. Ơ, không nhặt được mấy cái túi à. Cho tôi cái túi này đi. Kêu kiệt nó, giờ chúng ta đã đủ được một cái foil rồi. Vậy là trong tập hôm nay khả năng cao là mình sẽ có được một foil luôn ấy. Nhưng mà lát chút xíu chúng ta phải tranh thủ đi săn một con Enderman nữa thì mới được các bạn ơi. Tại vì không săn Enderman thì nó hơi dại khờ đấy. Tại chúng ta còn thiếu một foil, một cái mắt Ender nữa. Chúng ta có 3 cây không? Phải cần một nữa mới đủ nha. Là chúng ta sẽ đủ cho tất cả luôn. Và đi săn thêm những cái sợi lông, lông đủ luôn rồi. Vậy chỉ cần đi farm thêm một mắt nữa thôi là đủ rồi đấy. Có điều mấy cái con Phantom này nó đâu hết rồi. Hình như là nó sẽ có từng đợt các bạn ơi. Phải càng thức càng lâu thì chúng ta mới farm càng nhiều được. Hồi nãy có đôi ra ngoài cái nào. À, nó vẫn còn trong đây. Vẫn còn trong đây thì mình sẽ nhảy lên đây. Là nó mò vô đây là tôi gõ nó cái chết queo à. Đơn giản không? Từ cái đợt mà nó xuất hiện lần đầu tiên chứ tới bây giờ nó không rơi ra một, không xuất hiện thêm một cái đợt nào khác nữa. Sukana thiệt. Nhưng mà mình đã có kế hoạch để chúng ta đi tìm team Enderman rồi. Rất là lộn, Enderpeer rồi. Rất là dễ các bạn ơi. Chúng ta sẽ tiến qua hướng bên đây. Chính xác là hướng bên đây. Chỗ kia là một cái làng. Cái làng này của dân làng hay của tụi Bitlin ta? Này là của tụi Bitlin. Đến thôi, mình sẽ tạm né chỗ này nhá. Còn cái chỗ này chúng ta cứ ghi nhớ thôi, là cái chỗ máy farm của mình. Sau này cần thì mình cứ tới đó mình farm thôi, không có gì khó khăn đâu. Và đây rồi, mình đã tới được cái làng. Mà mình bị một cái con này nó dí nè, thì ghét thiệt cái con gấu này. Tha cho tôi đi, tha cho người em trai bị dính lên quyền đi. Ở trong làng ấy, lúc nào cũng sẽ có một ông dân làng. Ông sẽ trao đổi cho tôi. Hay là nó vô đây rồi bị dân làng đánh giùm mình ta. Ông sẽ trao đổi cho tôi được Ngọc Ender đấy. Ông này trao đổi cung hả? À không, trao đổi xương thôi. Tại sao đây có hình Ngọc Ender vậy? Chắc là không phải đâu. Đừng mà lỡ tôi. Bây giờ làm sao tìm ra được cái nhà của ông dân làng mà mình cần đây ta? Chắc chắn là có luôn. Chắc chắn là phải có ổng luôn. Ông này thì ông trao đổi ra gỗ này. Bà mày cứ nhờn hoài là sao hả? Đây rồi, người bạn này. Thì chúng ta sẽ đặt một cái chỗ này ở đây đi. Để khi mình vừa phá cái này ra là ổng sẽ vô đây ổng nhận việc luôn. Đó. Thì chúng ta sẽ, mình có rất nhiều ngọc lục bảo nha. Nên chúng ta phải hy sinh cho việc này thôi. Và khi ổng lên level 4 ấy thì chúng ta mới có được thứ mình cần. 1, 2, 3. Đau quá. Rồi. Tốn hơi nhiều đấy. Ổng lên level 2 đúng không? Và sau đó chúng ta sẽ tiếp tục trao đổi thôi. À, có thể trao đổi vàng ra được à. Được. Mình sẽ lấy vàng ra để mà trao đổi ổng đi. 1, 2, 3, 4, 5. Đó. Vậy chúng ta sẽ có lại được một số lượng hắc lộng ngọc được bảo rồi. Ổng tiếp tục lên một level này. Ở đây chúng ta sẽ bắt buộc phải đổi cái này thôi. Được thêm mới đá phát sáng cũng được đi. Có nhiều cái emerald nên mình nghĩ ok. Và lần này hình như ổng sẽ trao đổi cho mình. Đây.
Đấy là lấy hết luôn 10 nhá. Không có liên thiên nữa. Rồi được rồi, cảm ơn bạn nhá. Chúng tôi chỉ còn lấy như đây thôi. Và mình có được 13 rồi. Bây giờ thì các nguyên liệu để mà chế tạo cái phôi này thì chúng ta đều đã có được hết rồi. Utimerai đâu? Utimerai. Đây. Ở đây thì cái này mình đã có phôi này luôn rồi. Cái này thì quá đơn giản. Cái này mình cũng có rồi. Cái này chúng ta vừa có này. Cái đầu này thì có luôn. Phantom Rai thì mình vừa farm được. Long thì cũng có, đã có vừa đủ. Như vậy chúng ta chỉ cần mắt nhện nữa mới đủ nha. À, như vậy mình vẫn phải cần đi farm thêm những cái mắt nhện các bạn ơi. Từ hiện tại mình đang thiếu mắt nhện ấy. À, để thử xem coi có thể trao đổi được với mấy ông dân làng không. Mấy cái này chúng ta chỉ có thể trading bởi ông này thôi, hoặc là đi farm bởi nhện thôi. À, nên là chúng ta vẫn còn thiếu một loại nguyên liệu. Vẫn chưa có thể chế tạo được. Đêm tới rồi mà mình chợt thấy là cái giường của tôi mất tiêu rồi. Nên thôi vô ở ké cái ông gatekeeper đi. Ok, đêm nay mình sẽ ngủ ở đây. Ok, vứt một tí đồ ở đây. À, chắc là ngủ thôi, không sao đâu, ngủ đi. Ơi, ông gatekeeper này mình không có cho ông đi xuống được à. À, một cái giường đây mà nhờ. Xin lỗi gatekeeper, tôi bị mù. Thôi trả lại cái giường này, dù gì mình cũng thích cái giường đỏ hơn ấy. À, mình đang quay lại chỗ này tại vì mình nhớ hôm trước là mình thấy được một khu mỏ hoang bên đây. Nên bên đây chúng ta có thể tìm được mấy con nhện ấy. Farm nó cũng sẽ được khá là nhiều. Ok, chúng ta mình nhớ có một cái khu mỏ hoang này. Lúc nãy xây dựng cái máy farm phantom bên đây á, đây nè. Và mình đã phá nó đi rồi. Có một cái khu mỏ nhỏ, đây. Trời ơi, cái trí nhớ của tôi đỉnh chưa. Không, thì cái nó cũng không có gì đỉnh đâu. À, ham ăn cho cái này. Ok, bây giờ xuống đây là mình đi tìm cái hang ổ của những con nhện thôi là xong. Không vấn đề gì đâu. Hy vọng là có thể sống sót được thôi. Ở đây chúng ta sẽ làm thật là nhiều đuốc nhá. Để mình có thể gọi là soi sáng cả cái map này. Ok la. À, không biết là... Ui trời mày ơi. Không đơn giản nha. Mình không biết dưới đây có nhện hay không. Nhưng mà thôi chúng ta cứ đi xuống đi. À, vậy là cấu trúc của mẫu hang này nó sẽ hơi khác ha. Ok. À, ra vậy à. Nhưng mà xuống đây thì... Wow, có thêm một cái này nữa. Trời ơi, cho hoài với mấy bro. Ui, cái này mình phải cần lấy nha. Đó, lại thêm mấy cái đồng tiền này. Mấy cung tên này tôi chắc không lấy đâu. Sắt này, rồi, lấy được những bao nhiêu đây thôi. À, với cái này đi luôn. Không biết nó có cái lò spawn con nhện hay không. Mình nhớ cái kiểu này hình như có này. Khá là nhiều tơ nhện nhưng mà Hình như đây là khu vực của Warden. Có con Ripper điện nữa. Mình sẽ ghi nhớ tọa độ đây nhá. Ok, có tọa độ trên map rồi, mình sẽ ghi nhớ đây. Chỗ của Warden các bạn ơi. Những cấp lóc có vẻ như là như vậy ấy. Nó hơi khác so với lại các phiên bản Minecraft hiện tại. Nhưng mà đúng rồi, hình như là mình làm xong được một cái nhiệm vụ rồi. Được không? Là chúng ta tìm được tới chỗ của Ba Đình đấy. Wow, vô tình tìm được luôn hả? Ở đây thì nó có khá là nhiều lá này. Phá cái chỗ này và mình xử lý con này. Một phát là cho nó đi luôn. Mở cái rune ra và lút thêm một ít ở đây. Wow, cái này có thể đeo được. Ông, cái này không có đeo được các bạn ơi. Ok, cứ giữ trong người thôi. Rồi. Quá là nhiều đồ luôn ý. Nó cứ đổ đây thôi. Toàn đồ xịn thôi. Một cái thằng nhóc Enderman. Nó lại nó đánh tôi. Rồi nó còn kêu nữa. Ok la. Hợp lý. Rồi bây giờ mình sẽ tập trung lại. Mình đi tìm mấy con nhện thôi. Nhện là mục tiêu chính nhá. Thì chúng ta phải có nhện mới làm được cái thứ mà mình cần được. Làm ơn cho tôi mấy cái lò spawn của con nhện đi. Mình nhớ cái chỗ trung tâm này. Nó có một cái chỗ có lò spawn con nhện mà ta. Vẫn chưa hề thấy một em nhện nào. Có lẽ là mình đi tìm hang ấy. Ở hang chúng ta sẽ tìm được nhện ấy. À, ở đây nó bắt một cái đường khác rồi, chút xíu tính sau. Đi hết cái đường này trước cái đã. Nè, hình như à, không, ở đây cũng không phải là nhện luôn bà con ơi. Có vẻ như là bây giờ mình sẽ cần tiến xuống cái chỗ dưới đây các bạn ơi. Có cả con mực phát sáng nữa kìa. Tôi đang trong trạng thái tàn hình đi. Thật là khu ngầu quá đi. À, tuy nhiên thì có thêm một cái áo choàng thì cũng nhiều đấy. Mình đã cần lấy cái này ra. À, cái này đi. Để tôi có thể uống nước các bạn ơi. Tôi đang khát nước khá là nhiều đấy. Mình đang hơi thắc mắc không biết cái chỗ này phải là của Warden hay không thôi. Nhìn có vẻ là giống các bạn ơi. Ok, mà con mực chết ở đây. Nói chung nó có khá là nhiều cái block lạ thế này. Và đây rồi. Trời ơi, cuối cùng có bạn nhện đầu tiên rồi. Phải có nhện không? Cần. Mình cần xem coi. À, ngon. Lòng spawn triệu hồi nhện này. Giờ tôi sẽ farm nhá. Tôi sẽ farm mấy con nhện này. Ok là. Ủa, nó không có rơi cho mình mắt nhện lên men nè. Ủa, mắt nhện nè. Sao tôi không nhặt được mắt nhện nào hết vậy? Ôi, không giỡn nha. Không vui nha. Giết nhện mà không được mắt nhện thì hơi kỳ ấy. Nè, giết con cái nữa này. Vậy thôi mình cách liệu nó bình thường nữa. Có nó có rơi đâu. Có rơi, may quá. Vậy thì mình sẽ tranh thủ mình farm luôn.
Thật là xịn sò. Thì mình nghĩ là mình tắt cây đuốc này luôn đi, để cho mấy con nhện này nó có thêm độ sáng, nó spawn ra. Chúng ta farm đủ rồi, chúng ta đi về nhá. Wow. Ok, các bạn tới đây. Tất cả các bạn tới đây hết nè. Con nhện này cũng hơi bro đấy. Hơi bro đấy. Bạn luôn. Mấy con này thì máu nó không có nhiều lắm các bạn ơi. Ok. Và đùng. Không, mình để ý rồi. Khi mà mình dậm xuống đất như vậy thì nó sẽ không có rơi ra mắt nhện nha. À, không biết là có gì hay không. Dungeon Bag à. Nếu mà rơi cho mình Ender Bag thì nó ok hơn ấy. Một con nữa. Ở tới ra farm tụi này dễ nha. À đúng rồi. Sẵn tiền mình lấy thêm mấy cái khói này để chúng ta làm cái nhiệm vụ đầu tiên luôn. Rồi nha. Đúng rồi, đúng rồi. Đây. Mấy cái khói đá này chúng ta làm cái nhiệm vụ chế tạo một cái đầu tiên của mình ấy. Thì thật. Đó, chắc là 6 đủ rồi nha. Bùng. Nhờn à, bay lên trên bầu trời hết. Chúng ta được khoảng 2 à. Really? Nãy giờ được 2 à. Một cuốn sách khá là xịn này. Nãy giờ chỉ mới được 2 thôi. Vậy mình vẫn phải tích cực đi farm tiếp các bạn. Ok, hẹn gặp lại các bạn nhé. Hiện tại thì đã đủ chỉ tiêu rồi và mình đang mò đường lên. Mình sẽ xây dựng một góc cầu cao luôn. Mình chưa có phá những cái lồng spawn các bạn ơi. Và sau này chúng ta cần tới farm ấy, mình sẽ đem thêm cái dòng nhạc ba tới, để chúng ta tới farm nó sẽ dễ hơn và chế tạo những cái bộ giáp còn lại ha. Ở đây á, khi mình zoom lên trên map ấy, thì các bạn thấy không, đằng kia có một cái chỗ nó cũng tương đối to này. Và bật lên đây thì không thấy. Thì cái chỗ đó như kiểu là một khu vực của tên hiệp sĩ nó ở vậy đó. Và có thể là chính là nó đó các bạn ơi. Nhưng mà tuy nhiên thì bây giờ mình chưa có muốn va chạm cho lắm. Chúng ta cần phải làm cái mục tiêu chính của mình trong tập hôm nay là có được cái For Ultimara đầu tiên. Nên là mình phải đi về nhà ngay bây giờ. Mình vừa đi tìm khắp cái Nether này luôn các bạn ơi. Và chúng ta không tìm được thanh niên Goblin Tray để mà có thể hack được cái số lượng mảnh vỡ cổ đại của mình. Cho nên là bây giờ chúng ta phải buộc đau lòng đi về nhà và tự nung thôi. Ôi trời trời trời. Buổi tối đáng sợ các bạn ơi. Nghĩ là mình nên ngủ cái. Ôi trời. Buổi tối mà mưa tuyết nữa nên nó hơi đáng sợ chút xíu. Bà ngủ thôi. Bây giờ sáng thức dậy thì mình sẽ nung đồ nhá. Có một cái nó hơi buồn thôi. Ở đây thì có những cái lò nung. Ở nhưng mà hình như tôi cần cái lò luyện kim hơn ấy. Mình cũng có lò luyện kim thì phải. Cho nên là đây. Ở đây thì mình sẽ nung lên. Rồi. Với một nỗi buồn man mác thì chúng ta sẽ hơi phí một vài cái emerald đấy. Nhưng mà thôi không sao. Tìm không được thì thôi. Mình đi xuống cái chỗ mai mình tìm luôn ấy. Nhưng mà vẫn không có các bạn ơi. Chúng ta sẽ có khoảng 37 mảnh vỡ cổ đại. Và mình sẽ dùng số lượng than của mình để mà nung nó lên thật là nhanh nhá. Đó. Ở đây thì mình đã có sẵn một cái foil tới này rồi. Nên là chúng ta chỉ cần khoảng 32 nữa thôi là đủ. 32 nữa thôi. Và song song với đó thì mình sẽ lấy thêm 32 vàng nữa. Chúng ta sẽ chuẩn bị sẵn mấy cái nguyên liệu luôn đi. Đầu tiên là mắt nhện. Mình sẽ cần khoảng 8 mắt nhện nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Và cất vô trong đây đi. Thì chúng ta sẽ cần thêm khoảng 4 vàng nữa. Không. Ở đây, đúng rồi, 4 vàng nữa. 1, 2, 3, 4. Cái laserite này thì không cần lấy que của quy lửa nữa. Chúng ta sẽ cần khoảng 4 mắt ender này. Đó. Chuẩn bị mấy cái nguyên liệu này cũng khá là xịn. Ngoài ra thì mấy cái phantom, hồi nãy tìm được hai cái phantom này, là chúng ta có 1 này, 2, 3, 4, 5, 5 loại rồi. Mình sẽ cần thêm những cái sợi lông. Đây, chúng ta cần khoảng 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi, để xem coi mình còn thiếu cái gì nữa. Sau Nether thì mình cũng có rồi. Rất là dễ thôi, sau Nether của tôi đây. Lần trước thì chiếc quái được các bạn ơi, nên nó khá là hên. Một cái đầu của Wither. Chúng ta sẽ cần một cái đầu này. Lượm tiền cái đầu luôn nhá. Một cái đây, cái này ở giữa. Chúng ta còn thiếu một loại nữa thôi. Chính là cái Prismara này, bốn cái tinh thể lăn trụ biển. Cái này thì tôi cũng đã tìm được rồi, 1, 2, 3, 4. Như vậy thì của mình, bây giờ chỉ cần đợi chờ Netherite nó thôi là xong. Không còn việc gì nữa. Khá là đơn giản. Tranh thủ thì cất tí đồ ở trong đây đi. Được thêm mấy cái bit này. Cái này á, mình lấy về để làm nhiệm vụ gì? Đó chính là cái nhiệm vụ này nè. Rất đơn giản thôi, chế tạo cái này. Chúng ta cần hai cái sâu liền chuỗi và ba hắc diện thạch. Nhưng mà tuy nhiên thì mình chỉ còn một hắc diện thạch thôi. Ở đây chúng ta đang nung gần xong rồi. Tiện thể mình ra đây mình đào thêm hai hắc diện thạch đó nhé. Chắc là mình sẽ không chọn ven mai đâu. Ok kìa. Ơi mình không muốn đánh nhau nó đâu. Thì bọn nó bắn cùng không trúng mình nhá. Cái bọn cướp này nó gan thiệt. Nó kéo bè kéo phái tới rất là đông các bạn ơi. Và nó định đánh mình. Nhưng mà thôi, mình sẽ chịu cho nó bắn vài mũi tên vô trong đầu nó đi. Chúng ta lấy cho xong cái foil này nữa là xong. Mình không có muốn giết tên lá cờ cho lắm. Chúng ta phải đấu nhau một cuộc xâm lược ấy. Nó sẽ tương đối hơi đáng sợ đấy. Ở đây chúng ta đã xong nhá. Đây cả thôi. Cái tên cầm lá cờ này mình không muốn kết liễu đó nhá. Mình chưa có muốn đánh nhau tụi cướp dân làng đâu. Mặc dù nó là một cái nhiệm vụ đúng không? Có nhiệm vụ đánh nhau cướp dân làng không? Không có luôn. Cho nên là thôi vậy. Ở đây thì chúng ta đã nung xong được số lượng này rồi. Nhưng mà chút xíu thì mình sẽ tính sao. Bây giờ mình muốn làm xong cái nhiệm vụ này trước. Có ba cái hắc diện thạch rồi đúng không? Chúng ta sẽ cần thêm những cái sâu liền chuỗi. Thì chúng ta sẽ cần thêm một ít sắt ở đây thôi. Rồi, mình sẽ đỏ cái này ra.
và chúng ta sẽ có thêm được những sâu liền chuỗi rất là xịn sò. Đây. Mình muốn lấy cái loại này cơ. Đây, cái loại này xịn hơn. Đây. Đó. Như vậy thì chúng ta sẽ cần chế tạo cái này nữa. Là pương. Mình đã hoàn thiện được cái nhiệm vụ này. Được thêm mấy cái supply cam vào một cái chỗ này. Hình như cái này mình có thể nhận nhiệm vụ ở đây hay sao ấy. Để tôi tìm chỗ tôi đặt ra thử xem. Nói chung là không có chỗ nào xịn hết. Cái chỗ này thì sao? Đúng không? Nhận nhiệm vụ hay cái gì đó thì mình không rõ nữa. Ok, bây giờ thì chế tạo những thứ thật sự là cần thiết đối với mình ngay thời điểm hiện tại thôi. Cái thời khắc này tôi mong chờ rất là lâu rồi. Tạm thời mình sẽ cất đồ bừa bộn nhé. Chút xíu thì chúng ta sẽ dọn dẹp lại sau. Ở đây thì có vẻ như mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Mình sẽ cần chế tạo ra ba. Đây, chúng ta được khoảng nhiều lắm chứ. Đây, 9 phôi. 9 phôi là hơi nhiều đấy. Làm luôn đi, mình vẫn còn nhiều vàng mà. Lấy thêm một ít vàng ra. 1, 2, 3, 4. Ok, rồi, bây giờ chúng ta sẽ từng chế tạo từng loại netherite khác nhau. Cái goldrite này, nó một loại goldrite này. Enderite này. Prismarite này. Phantarite này. Fiderite, nhầm. Spiderite này. Mấy cái này thì sắp xếp lộn vị trí chắc được các bạn ơi. Và cuối cùng thì tôi đã hoàn thiện được. Bây giờ tôi sẽ chế tạo được một cái foil xịn nhất là cái foil Ultimarite. Đâu rồi? Ultimarite. Bum. Tèn 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 tèn. Và nó sẽ cực kỳ là mạnh luôn. Bây giờ mình sẽ chế tạo cho một cây kiếm kim cương nhé. Một cây kiếm kim cương thì không biết là trong quá khứ mình có cây kiếm kim cương nào xịn xịn không. Để mình nâng cấp từ cây kiếm đó lên luôn cho nó ngon lành. Hình như có này. Epic. Có một cây kiếm epic các bạn ơi. Và mình nghĩ là mình sẽ nâng nó lên luôn. Chúng ta sẽ cần thêm một cái bàn khác nữa. Ui, chế tạo xong cái đồ nhìn nó ngăn nắp dã man. 1, 2, 3, 4. Và chúng ta sẽ cần thêm một sắt nữa để chế tạo một cái bàn rèn. Đó, và nâng cấp đồ lên. Đây, cái bàn này nó sẽ là thời khắc khá là thích thú đây. Nhưng mà nhà tôi hết chỗ rồi. Chắc là lấy cái này ra để mình đặt cái bàn rèn ở đây cho nó đẹp đi. Ok, cho nó thẩm mỹ. Phải có được tính thẩm mỹ các bạn ơi. Và bây giờ bỏ nó vô đây thì mình được một cây epic. Mặc dù cái dòng basic nó sẽ xịn hơn nhưng mà thôi, mình cứ lấy epic thôi được rồi. Tại sao mình không nâng lên được Ultimara Ingot vậy? Theo như mình tìm hiểu ở đây thì chúng ta... Ui, có Indestructible này các bạn ơi. Thì ra để mà săn cái này thì chúng ta phải đi mai ấy. Và chế tạo được cái Indestructible ấy là không thể nào phá vỡ được ấy. Hay nhờ. Ok, mình vừa nhận ra một điều ấy. Là từ cái kiếm bình thường này ấy, chúng ta sẽ không thể gọi là nâng nó lên thành... Đây, từ từ. Không thể nào mà nâng nó lên hẳn Ultimara. Mà chúng ta phải nâng nó lên thành một bậc như thế này nữa. Rồi mới tiếp tục nâng lên Ultimara được. May mà ở đây tôi vẫn còn một foil. Nên tôi vẫn có thể nâng lên được. Nên chắc là tôi sẽ chọn vàng đi cho nó đỡ tốn. 1, 2, 3, 4. Mình sẽ chế tạo thêm một loại nhá. Ok, cái giai đoạn này thì nó hơi rén chút xíu. Mình sẽ nâng nó lên thành cái này. Và từ cái này nâng lên thành cái này. Epic. Và đây là siêu kiếm của chúng ta. Sao nó không cho mình cái dòng gọi là mấy cái hành tụ gì xinh xỉn đó chứ. Bây giờ mình thử đi đánh nhau đi. Một cái kiếm epic có đủ dòng. Nhưng mà nó vẫn chưa gọi là xịn nhất nha. Mythic mới gọi là xịn nhất các bạn ơi. Nhưng mà epic rất là xịn rồi. Ở đây chúng ta đi tìm một con nào để mình test dam cái đi. Test dam nào. Ủa, cuối cùng có vũ khí để mà dùng rồi. Nó thực sự là khá là tốn kém đấy. Cầm ở đây thì mình phát hiện được những sinh vật ở gần mình nữa nè. Và nó sẽ phát sáng lên các bạn ơi. Đây các bạn thấy không? Những sinh vật nào gần mình sẽ phát sáng lên. Và sao nó không one hit nhỉ? Nhưng mà nó khá là mạnh các bạn ơi. Tuy nhiên là tôi chưa thấy nó one hit nha. Nhưng mà công dụng của nó khi mà nó ở gần nó phát sáng thế này khá là tuyệt rồi. Cái công dụng này chúng ta sẽ tìm hiểu sau. Có thể là ở tập sau nhé. Và mình nghĩ là trong 1, 2, 3 tập tới gì đó, mình sẽ nhanh chóng đi farm để mà có được nguyên bộ giáp cũng như các bộ dụng cụ từ cái bộ giáp này. Mình không biết nó có mạnh nhất hay không nhưng mà chúng ta sẽ dùng trước bộ này đi. Và nó khá là xịn. Và mình vừa phát hiện ra có cái Indestructible rất là hay. Nên chúng ta sẽ cố gắng đi farm trong thời gian offline luôn nhé. Indestructible. Đây, một quyển sách Indestructible rất là xịn. Ok thì tập hôm nay của mình tới đây kết thúc và mình đã có được thanh kiếm này rồi. Ok thì nếu các bạn thấy thích video này thì đừng quên để lại cho mình một like, một subscribe nhé. Và đừng quên bình luận ý kiến của các bạn phía bên dưới. Ok thì tạm biệt tất cả các bạn và chúc các bạn một buổi tối thật là tốt lành.